vâng ạ, cảm ơn quý vị nhiều ạ. Bán luôn cái quần luôn nè. Bây giờ quý vị muốn nhạc cùi hay là nhạc nhảy? Xuống, xuống. Xuống đúng không? Trời xuống. Đồng ý là gì có bài nào xuống không? Đình lá sơ tơ. Nếu mà quý vị muốn xuống đó thì bài hát này sẽ đưa em sang xuống. Quý vị là thích nhạc phẩm, tôi đưa em sang xuống. Chị ga đi Christian đâu rồi? Trong gió mưa, đón chân xa xưa, sương nắng trong một phía, đã
đừng có hôn nhiều quá đâu anh quên lời. Tại vì phê quá dễ quên rồi. Người chi mà hát đỏ vàng tùm lum đi nè. Đúng là con trai nó không nên nết. Phải không ạ? Nhưng mà hình như anh này là thích không nên nết. Tại sao anh lại cao như vậy hả? Em thì còn bậy bạ. Thế nào quý vị? You want more? Nhỏ quá à. Do you want more? Yeah. You want more? Yeah. No more. Bây giờ sao em có mo nổi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn phải không? Đi thôi bài nữa nha quý vị. Dạ. Dạ vâng, em song ca thì em rất muốn nhưng mà em rất tiếc là chỉ có hôn bài đó thôi à. Sao đâu không? Sao đâu? Chơi luôn. Sao đâu? 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 Sao thật sự ra là Trịnh Hội mùa hè cũng hát sầu đông, mùa đông cũng hát sầu đông, Tết cũng hát sầu đông, mà đám ba cũng hát sầu đông. Xin quý vị thưởng thức tất cả các sầu đông. Ăn cái gì cũng sầu đông hết em ạ. À. Một mình cũng sầu đông, mà với Đa Quyên cũng sầu đông luôn ạ. Luôn đi. Rồi. Đúng không?